dạ yeah, xin chào tất cả cô chú anh chị đang xem kênh Lang Thang đường phố thì uh, mới đây uh, thám tử cao uh, nó cũng đã lên một cái clip nói về cái vấn đề mà chị ni uh, đã đứng ra nói là uh, ai mà bị thưa kiện gì đó khi mà bảo vệ hồng loan đó thì uh, chị sẽ đứng ra uh, tìm luật sư uh, để gọi là giúp đỡ đó thì uh, anh cao anh cũng uh, khá là rầu khá là buồn <laughs> khi mà nghe được tin này <laughs> đó anh lên anh nói là à, uh, ảnh và chí cảnh nha à, anh thám tử cao này và chí cảnh sẽ gọi là uh, gặp nhau tại một phiên tòa nha ghê thiệt không biết thưa cái vụ gì mà nó không dám nói nó không dám nói thưa vụ gì của chúng chị nó cũng không nói là kiện chí cảnh vụ gì thì tôi cũng không biết đó nó nghi ngờ chí cảnh sao kê lại gì đó mà trong khi đó tôi kêu nó sao kê bấy lâu nay rồi sao kê vấn đề mà ông trần nên rồi đó chí cảnh mà cứ nắm ngay chỗ cái vấn đề mà của ông trần nên à, cái kênh youtube mà 3 năm qua nó đã cầm đó nó đã cầm của ông trần nên đó cứ đánh vào đó thôi đó, không kêu đánh vào đó thôi chứ làm gì nữa chừng nào nó sao kê ra là thôi đó cái vấn đề ở đây là cái kênh đó nó cầm ai cũng biết cả đó cái kênh nó cầm thì ai cũng biết ba năm ba năm qua của ông trần nên đi đâu cái số tiền cái kênh youtube đó làm cái gì đó ngày hôm nay thì tôi không biết là anh nhận được cái bằng khen gì thi đua gì đó của, của cái huyện của cái xã ảnh gì đó <laughs> mà tự hào lắm bằng đó thì bình thường nó có gì đâu có chúng gì trời ơi không có cái gì cả bằng nó cũng tầm thường thôi đó, đối với tôi là bằng nó cũng bình thường thôi chứ không có gì hết đúng không ảnh có làm được cái gì cho xã hội này đâu ngoại trừ gọi là du khống xuyên tạc ông dũng và bà nguyễn phương hằng mày đừng có nói với tao là mày không có đấy. mày không có gọi là xuyên tạc du khống ông bả đi mày nói đi mày mở lại ba cái clip đó coi tôi không nghĩ tôi cũng không biết làm sao mà địa phương lại cấp cho nó những cái bằng đó nữa đó trong khi đó là tôi thấy những cái vấn đề nó du khống trên mạng đó rất là nhiều người đó làm ảnh hưởng tới nhiều doanh nghiệp ảnh hưởng tới nhiều người đó nó vu khống luôn cả một giám đốc của một cái doanh nghiệp mà đó một cái CEO tổng của rất là nhiều công ty đó nó đã vu khống bà Nguyễn Phương Hằng giật chồng của bà Trần Thị Tiết đó có không mày có nói không tao sẽ nói hoài luôn nói chừng nào mà cơ quan chức năng vào cuộc phải làm việc rõ với thằng này cái vấn đề này đó một cái người như thế lên mạng du khống vu này du kia vậy mà đạt thành tích xuất sắc trong thi đua gì <laughs> <laughs> chắc thi đua vô à. <laughs> thì đua du khống quá ơi thì đua du khống tôi chắc giờ tôi chắc cũng đạt cái được cái giải thì đua du khống quá <laughs> đó mày nói mày không có thì mày mở lên đại cho khán giả nghe đi hay là mày cần tao đưa ra không tao đưa bằng chứng lên cho tao hy sinh bị thêm một gậy nữa để tao để tao được cho 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 mọi người nghe đó tao để cho mọi người nghe đó cho thêm một gậy nữa cũng được chẳng sao đó miễn là cái sự thật nó được lồi ra nó phơi bày ra được rồi đó không chắc những cái người mà ở địa phương của nó cô chú anh chị không biết là nó lên vô mạng vu khống cho người này người kia nên mới gọi là cho nó đạt cái giải gì thi đua đó chứ thật sự là những cái người ở địa phương đó mà xem được những cái clip của nó chắc thu hồi lại luôn quá <laughs> giữ cho kỹ vô nha cao <laughs> giữ cho kỹ vô nha đó không thằng này ở địa phương đó thì thành tích thì cũng không có được tốt cho lắm đó cũng không tốt cho lắm ba thì rời 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 sớm về hưu sớm con thì sinh ra sớm để làm thám tử lúc đó chắc luôn nghe nói là lúc trước là giữ xe gì đó giữ xe ở đâu đó, đó hoài người ta đang gần nghề thám tử mà cho lên giữ xe sao được cho đi giữ xe không cái người ta buồn đó cái người ta về cái người ta nghỉ cái người ta lên mạng người ta làm thám tử thám tử trên mạng chứ thám tử không có được thám tử gọi là nhà nước cấp phép nha cái này thám tử trên mạng thôi thám tử cái gì tối ngày lên du khống người này người kia mày ngên ngáo lắm lúc mà nó du khống bà hằng là như thế này như thế nọ nó nó ngên ngáo lắm cái mặt ngên ngáo lắm cái mặt khó ưa lắm cô chú anh chị à nó mặt khó ưa lắm đó tôi chỉ tôi nói thôi chứ tôi không đưa chừng nào mà nó nói tôi nói dốc nói xạo đi rồi tôi mới đưa không, <laughs> yeah, chừng nào nói tôi nói dốc nói xạo đi tôi móc ra cho coi liền đó tôi đã tôi nắm rồi tôi nắm trong trong tay rồi trong bàn tay rồi đó giờ các nhiều anh em khác người ta đã đăng lên rồi nhưng mà tôi chưa đăng tôi tôi chưa đăng à tôi nói trước là tôi chưa đăng đó nếu mà này, nói chừng nào nói tôi xin nói sai gì đó tôi mới đăng đó, mày đừng có nghĩ là mày ẩn clip mày chơi cái trò mà 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 cũ quen thuộc của mày rồi mày ẩn clip tao nói mà là mày chỉ thoát được một câu chuyện thôi qua câu chuyện thứ hai là người ta nhìn vô cái bản mặt mày khi mà mày nói cái gì đó là người ta bắt đầu người ta ghi lại rồi à, mày xóa cũng không kịp à, xóa không kịp đó cái 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 lối mòn á mình đi đi lần thôi không đi tới đi lui thì người ta quá quen rồi người ta bắt bài mình hết rồi bây giờ bắt bài hết rồi trên mạng đâu còn gọi là nói gì ai được nữa đâu có chú chị tối ngày chỉ nói chuyện với cái với chí cảnh rồi chứ nói chuyện với ai được tại <laughs> chứ cảnh không biết đường nói mày thôi chứ đưa tao đó tao nói cho mày tắt đài mày luôn chứ đó mày <laughs> ngên ngáo hả à? mặt ngên ngáo lên đây ngên với ai vậy hả à, mày ngên với ai à, tao làm chừng nào bà hằng bả thưa mày thôi à, bả thưa cho tới cho tới nóc luôn nè bả ra đi rồi mày thấy à, tao đưa những cái clip đó cho bả đi thưa mày lại à, tới đó mày vô chỗ mày ngồi đó đó mày ngồi mọt gông mày luôn con du khống danh dự của người khác nè đúng không mày du khống người bà nguyễn phương hằng đó bà trần thanh tiền đó giật à, nguyễn thanh tiền đó giật chồng của bà trần thị tiết trời ơi, vợ của ông dũng trời mày vu khống ta tới cỡ đó đó mày đọc rõ họ tên luôn là không còn gì để nói nữa. không còn gì để gọi là, 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 dung túng cho những cái thành phần gọi là du khống như thế này được đó bà hằng ra là thì, thì mày để lo mày vô đi mày đợi bà ra đi rồi bà, bà ngồi đó rồi tao đem lên những cái clip đó lên cho bà nghiên cứu bà đi thưa mày Nha, mày đợi đi <laughs> mày đợi đi con trai rồi lúc đó mày đừng có ai kêu ai kêu tên mày nha lúc đó mày vô trong đó rồi mày đi gọi là, là đào đất à, bằng mằng cỏ rồi rồi ai gọi tên mày thì mày đâu có gì đâu mày xem mày đâu có gì đâu mày nghe đó rồi du khống không phải như thế nào nữa cô chú anh chị liên quan đến ba que ba sọc à, rồi quỷ thượng nguyện Thằng hữu như thế này như thế kia kinh tế đại nam như thế này như thế nọ cái vấn đề này thì cô chú anh chị thấy rồi đó nó áp dụng qua bên hồng loan rồi đó <laughs> nó áp dụng qua bên Hồng Loan đó của chúng chị về cái vấn đề kinh tế bất ổn đó <laughs> nó cũng từng áp dụng với đại nam rồi nó ngồi nó phân tích như là chuyên gia tài chính gì đó nhưng mà trong biết không biết trong người có cái cắt bạc nào không mình ngồi phân tích như đúng rồi nếu mà không nói nó không có cắt bạc nào thì cũng cũng hơi bậy bởi vì nó làm kênh youtube của chúng nên nữa mà sao mà không có tiền được <laughs> đúng <Được> không <laughs> <laughs> nếu mà chê thám chê thám tử mà nó làm không có tiền á thì thì hơi sai nha những cái người đó chưa hiểu hết được câu chuyện nó làm có tiền nhiều lắm á nó làm hai ba kênh mà kênh của chú nên là kênh chịu chịu quyêu không mà đó à, khan hỏng quá mọi người ơi. chắc mày mua cái 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 thuốc gì uống quá đó nên mai mua si cô ho uống à không cô ho chị đau họng rồi đó đau chị ho rồi uống quá chứ giờ cười hết nổi rồi cười thằng cao cái cười hết nổi luôn nếu mà ai nói á cao mà nó không có tiền á thì sai nha sai hoàn toàn này có 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 tiền á bởi vì lúc đó cái kênh của ông trần lên nó nhiều yêu lắm với lại nó lên nó du khống ông dũng bà hằng rồi đại nam rồi đó nhiều tiền lắm mấy du khống nó nhận được nhiều tiền ở nước ngoài nữa đó nhiều người không ưa bà hằng ta bơm tiền về cho tụi nó lên phân tích nên tụi nó mới mạnh mồm đến như thế đó tụi nó mới mạnh mồm đến như thế nó rất là nhiều tiền nên là thường thường lên mạng là nó cứ ừ uh, đợi thưa đi đưa ra một hai ba tỷ một hai ba tỷ bữa nay bà đi bữa lên tiếng đó mày muốn mấy tỷ hả mày muốn mấy tỷ <laughs> làm kênh chịu view của chú nên không rồi nó nó không có tiền thì thật sự là mình nói sai phải có tiền chứ à, chỉ có chú nên mới không có tiền thôi đó thám tử là anh có tiền à đó cái gì cả anh thám tử anh có tiền á à. Trời có dăm ba cái tiền đó rồi đi uh, giúp người nghèo, giúp người nghèo đâu phải bỏ tiền túi nó đâu. Đó nếu mà cái bảng gọi là thi đua thành tích gì đó mà 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 mà, mà để rồi là nhận được cái bằng khen đó thì tôi thật sự tôi thấy cái bằng khen đó là của đúng ra là phải cho những cái người mạnh thường quân á. mới đúng chứ nó đâu làm được gì đâu, nó chỉ đi kết nối thôi. Đó không kết nối rồi không biết là trong đó có uh, uh, lách qua lách lại gì không nữa. Đó cũng chưa có biết được, chưa nắm rõ hết. Nhưng mà ở đây là cái vấn đề mà về cái kênh của chú nên là tôi thấy hơi mập mờ, hơi đen tối trong đó rồi. Đó, tôi chỉ nói như vậy thôi. Đó. Còn nếu mà xét về gọi là, là, là là văn hóa hay là cái này kia thì tôi nói nghĩ là không nên cấp cho thằng này. Bởi thằng này nó lên mạng vu khống doanh nghiệp, vu khống người này người kia rồi bị bắt nay mai thôi chứ ở đó mà văn hóa văn ơ gì <laughs> với, những cái thể loại mà tội phạm như thế này. <laughs> ngày hôm nay nó nghe cho thông tin về chị Ni gọi là tuyên bố là sẽ là 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 là, là, là uh, thuê luật sư cho những ai bị kiện trời ơi cay lắm cô chú chị cái mặt lên buồn lắm cay lắm đó mày nói mày phá kênh mày ẩn kênh mày xóa kênh xóa clip gì đó sao mày không làm đi làm lấy cái gì bỏ vào mồm lấy cái gì đút vào mồm thấy đồng bọn của nó không cô chú chị bây giờ làm mấy cái chuyện khác có được như người xem đâu không có nhiêu tiền chứ á đối nhăn găng bây giờ nè quay trở lại tung clip tung 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 ơ tung hình ảnh tung tin nhắn giờ nè đó tụi nó quay lại bây giờ nè yên tâm đi không lâu nữa không rời sao được hồng lon đâu rời sao hồng lon lấy cái gì ăn lấy cái gì bỏ vào mồm ai cho ai cho thức ăn nữa đâu bỏ vào mồm <laughs> bây giờ tụi tụi kia nó phải gọi là đi bươn chải đi môi đi móc ra để để để, để kiếm cá để bỏ vào mồm rồi nhưng mà trời thì đâu có chịu lòng người mãi được đặc biệt là những người sống dơ đó còn như hồng lon thì sống như thế nào mà gọi là trời thương à, khán giả thương đó Thì sống như thế nào mới được như vậy Chứ không phải là sống dạng dối, giả dạ dối Giống như tụi nó mà được như vậy Đó Nên nhớ là à, Một điều đó là Những cái gì tụi nó nói Bây giờ tụi nó gọi là ẩn rồi cô chú anh chị Đó ẩn rồi Tôi không biết là như thế nào <laughs> Nhưng mà cái gì cái chứ Thám tử mày lên mày đừng thách thức Chứ cảnh làm gì cho mệt mày thách tao nè Mày thách thẳng ngay tao đi hoặc anh em khác đi đó không chí cảnh nó không nắm được nhiều mày đó không mày thách thức nó làm gì mày thách thức ngay người hiểu biết nè À, ha người hiểu biết về mày nhiều á đó. đó mày nên mày thách thức đi đó rồi mày mở ba cái clip mày chửi mày chửi bà hằng với ông dũng ra mở ra cho tao đó nào là bà hằng giật chồng của bà tiết cái thứ nhất cái thứ hai là quỹ thượng nguyện Hằng hữu đại nam rồi doanh nghiệp đại nam tài chính của đại nam đó mở ra đó cái thứ ba là mày nói ổng bả có liên quan đến ba que ba sọc đó mày mở ra liền mở ra đi rồi mày nói chuyện với anh mới đủ tầm hiểu không còn cái con nít xạo xạo không? Thằng xạo chứ thám tử gì Thằng này thằng xạo Thằng xạo Đó mày không mở ra là mày thằng xạo đó, Kêu thằng xạo đi của chú gì Phải nói là thằng xạo mới đúng Thám tử gì Thám tử mà dám làm dám nhận <laughs> Thám tử mà đi ăn cắp hình ảnh của người trên clip của người ta Về đi đánh bản quyền người ta Thám tử gì nhục vậy hả Thám tử gì hả Thám tử gì? gì kỳ vậy <laughs> Thằng xạo Thằng điểu Thằng điếm <laughs> chứ thám tử gì hả tôi thấy chẳng thám tử chỗ nào nó vô không xuyên tạc bà hằng cỡ đó mà nó còn chưa bị nó chưa bị bế đi thì tại sao chứ cảnh lại bị thưa được đúng không cô chú anh chị đó người gọi là bị bế đi là phải là nói trước chứ đó, nó chửi bà hằng vô khống bà hằng cỡ đó đó còn cái chị lon sau khi mà chị đi về rồi nè mày đợi đi một hai ngày, ngày nữa thì tao chỉ nghĩ là chị lon cũng nói sẽ nói về cái vấn đề mà tài chính mà mày đã gọi là là, là À, phân tích thôi đó mày mày đợi đi đó không lâu đâu chớ nào chị lâu cũng phải nói à đó rồi cái bộ ba của tụi mày đó bộ ba tâm sinh mất dạy của tụi mày đó là cái con 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 trang bé đó đó lên nói người ta bán hàng này hàng kia mày đợi luôn đi tụi mày ý tụi mà có một luật sư sợ quá rén rén luật sư cũng phải làm theo luật thôi chứ hành luật sư không có chơi gọi là 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 phá luật được hiểu không làm theo luật thôi cưng nói sai thì cưng phải chịu thôi đó chứ không có luật sư nào cứu cưng nổi chứ nha sai phải chịu không luật sư nào mà cứu từ sai mà thành đúng được đó đó người ta chỉ đưa ra những cái 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 cái, cái vấn đề đó để cho mọi người hiểu câu chuyện nó hơn thôi để có cái nhận xét lại đúng sai sai thôi đó chứ ở đây là chưa ra tòa là cũng không có, có luật sư nào bên nữa đó chừng nào ra tòa mới luật sư nha còn ở đây chưa có thưa kiện chứ không luật sư nào vào nhà ở đây chứ chưa có thưa mà chừng nào có thưa kiện mới có luật sư à chỗ này là chưa 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 phải có chỗ luật sư đó mày lên mày giải thích đi sao mày phân tích được cái tài chính người ta nguồn nguồn thông tin đó ở đâu ra mày phải nói thuyết phục để cho cái lũ bò ngu của mày nghe chứ thằng 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 ba xạo hả à, thằng ba xạo mày phải lên mày phân tích ra để cho đàn bò mày nghe để hiểu được để nắm được cái dữ liệu đó là mày đã lấy từ đâu và ai đưa ra cho mày cái dữ liệu mà tài chính của hồng loan đó mày phải đưa ra được vấn đề đó chứ mới thuyết phục được còn nói mà ba lóng ba khơi đó thì nó hết thuyết phục rồi không nói cho cuốn nghe thôi à, cuốn đi sau lưng nghe kìa đó mày chỉ, mày chỉ nói cho con cún nó nghe thôi chứ nói ai nghe đó rồi mày sẵn mày kêu con trang bé đó đưa ra những cái những những cái dẫn chứng về cái hàng mà kém chất lượng hay là hàng giỏ hàng giả gì ra luôn chơi một lần tắt tay đi đừng có núp lùm gọi là ném đá giấu tay rồi đi chơi vừa ăn cốp vừa kiểu dưỡng vừa cốp vừa lá làng đó hồi đó giờ nói em nói thật chứ em làm youtube nói chung là cũng gia chạm nhiều của chúng chị nhưng mà em chưa thấy thằng nào bẩn bựa hoàng thám tử nữa hết chưa thấy thằng nào bẩn bựa nghĩ sao cái hình người ta đăng trên kênh người ta mà tải về để đi đánh mất quyền người ta tôi không hiểu luôn <laughs> tôi không hiểu luôn cô chú anh chị quen tay vậy quen cái thối đó hay sao rồi thối đó là thối hư nha chưa tấm tử bỏ đi thối đó là thối hư không có tốt đó thối đó là thối hư thứ mà trộm cắp về mà làm của mình đó là thối hư thật xấu đó không, không phải của mình không phải của mình thì 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 mình đừng có làm như thế nha yeah. chúng chửi chết nghe à, nghe chưa không phải của mình đừng có làm như vậy mất chất mất chất mất chất mất khí chất của nam nhi rồi không mình đi ăn cắp người ta mà mình đi đánh bản quyền người ta đó thôi thua thua cái loại này hết thuốc chữa rồi <laughs> cái loại này hết thuốc chữa rồi cô chú anh chị còn lên tiếng nói à tôi đã cảnh báo trước rồi cảnh báo của mẹ gì mày vô mày ăn cắp clip người ta mày về mày gắn vô video mày mày lên mày đánh bản quyền người ta mày cảnh báo gì đấy hả cảnh báo gì chưa vậy tao cũng cảnh báo mày luôn là bà hằng về bữa bây giờ bà thưa mày đó Mày đợi đi không, Tao cũng cảnh báo trước rồi đó <laughs> Lo đi lo liệu đi Giờ mở clip lại đi Tao ăn xá cho nè Mở clip lại đi em trai Em trai em dám chơi em dám chịu mà em dám làm mà Mày mở clip lại đi Mày đừng có hồng mà cắt được khúc nào hết trơn nha Bây giờ là mày không còn cắt được khúc nào chứ. Full HD bên này rồi Đầy bộ nhớ rồi không? cỡ, Có, 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 có nhiều Có 16 đi à Lưu của mày hết luôn rồi đó Lưu có ba bốn clip của mày là hết luôn 16 ghi rồi đó đó nói cho mày biết luôn đó mày muốn khúc nào Mỗi khúc nào để anh mở lên cho nghe chơi. À, anh nắm trong tay có bao nhiêu đó à, tao mở đi mở lại mở hoài vậy đó cho nghe chơi vậy đó, để cho mọi người nhận có cái nhận xét về thằng này như thế nào. Nó tốt hay nó xấu. Nếu mà thật sự nó tốt đó, thì tại sao nó xóa clip? Kênh nó đâu có bị gì đâu. Kênh nó đâu phải bị vi phạm hay bị tắt kiếm tiền gì đâu mà nó phải xóa clip. Phải như kênh nó đã từng bị tắt kiếm tiền thì nó phải xóa clip để cho kênh nó sạch lại rồi làm clip từ từ đăng lại để bật lại. Đó thì cái đó là đúng đi, kênh nó chưa từng thám thử mà dễ gì người ta ăn nói có có, có học mà học cao hiểu rộng mà dễ gì đúng không <laughs> dễ gì mà bị xóa được dễ bị bị tắt kiếm tiền được đó nên lý do là, là là, tại sao ẩn clip nếu mà mình nói đúng tại sao mình ẩn clip ừ, tại sao mình ẩn clip đó ẩn không phải là riêng riêng, riêng cái vụ của bà nguyễn phương hằng đâu ẩn cái vụ tỉnh thất bồng lai ẩn ví vụ mà của hồ duy hải rất là nhiều thứ chứ không phải là có một câu chuyện đâu của chúng chị những ai mà theo gọi là theo dõi cái thằng này thì rất là hiểu được cái vấn đề của nó đó mở lại clip đi mở lại ba clip đó đi đừng có nói nhiều đừng có nói dòng do quanh co vậy mày đạt bữa nay mày đạt cái cái giải gì của, của 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 của, cái cái chỗ mày gọi là tặng bằng khen cho mày thì cũng kệ mày đi nhưng mà trên mạng xã hội thì người ta biết hết rồi ha biết con người mày như thế nào rồi cái, chắc ở đó địa phương những cái người mà làm bên uh, những cái ngành nghề đó đó những cái cơ quan đó đó người ta không có theo dõi mày trên mạng nên người ta không biết phải người ta biết chăng người ta cũng không dám tặng đâu tặng này mang tiếng <laughs> về tưởng đâu nó cầm bằng khen đó để làm gì lên phe để để gì để du khống xuyên tạc tiếp chàng ơi <laughs> tao thấy thật là hổ thẹn hổ thẹn thật sự cho một cái thằng gọi là có ăn có học tự cho mình có ăn có học nhưng mà thật sự nó có ăn có học không thì tôi cũng chẳng biết nha cô chú anh chị bởi vì tôi cũng không phải là người nhà đó nên tôi cũng chẳng biết lần này có ăn có học hay không nhưng mà tôi thấy nó lên nó nói cũng như người có ăn có học nhưng mà nói xong là ẩn clip mất tiêu rồi mất tiêu mất tiêu rồi tưởng nó ẩn là hết chứ gì chưa hết đâu không hết đâu trên mạng còn nhiều lắm thằng xạo ơi thằng xạo trên mạng còn nhiều lắm à, em ẩn hoài có hết đâu à. không mua được anh đâu tiền không mua được anh đâu em ơi yeah. tiền không mua được anh đâu à, anh lại cần sự thật đúng không anh làm cũng kiếm tiền nhưng mà anh cần sự thật sự thật làm sự thật đi tìm sự thật để kiếm tiền chứ không có là lên giả dối hay là gian dối hay là dựng chuyện để kiếm tiền là nó khác à, giống như em em lên em dựng chuyện em bịa chuyện em sỉ nhục người này sỉ nhục người khác để em kiếm tiền thì nó khác hai mình tầm khác nhau lắm cái thằng tầm ăn học cao với thằng gọi là bình thường nó khác nhau lắm mấy thằng học cao nó hay là mơ tưởng rồi là nó bay bổng lắm chứ thường thường nó bay bổng lắm đôi lúc nó làm thám tử trên mạng thôi <laughs> ngồi ở nhà một chỗ chui vô một góc làm thám tử thôi giết mà nó tưởng nó nói là thám tử thiệt nó tới bên điều tra thiệt luôn cô chú anh chị <laughs> ngáo tới cỡ đó đó không <laughs> phải nó ngáo đâu bộ ba của nó này ngáo như nhau ngáo như nhau nhưng bây giờ thì hết chung xuồng rồi chắc vài bữa chắc chung vụ khác vụ này hết chung rồi hai đứa kia rén rồi hai đứa kia dội bạc đạn rồi nghỉ rồi À, nói qua vụ sàm sàm khác rồi còn anh nó nó dây dưa trong đây để nó kiếm chút đỉnh nữa. cho tháng này gọi là đủ thu nhập đi rồi nó tính tiếp Không, thằng này cái tánh nó là vậy Điếm lắm mình biết mà à, rồi một lần nữa thì đôi lời nhắn đến thám tử vậy nha mở lại mấy cái clip chửi bà hàng đi nha, họ tao cái nha rồi bây giờ thì cũng xin cảm ơn à, tất cả của anh chị đã xem và ủng hộ cho Lan Thanh Đồng Phố hẹn gặp lại mọi người à, trong video tiếp theo xin cảm ơn và hẹn gặp lại